Kính bạch sư hiện, các biện pháp tránh thai như dùng thuốc, đặt vòng có xem là sát sanh. Vì khi TT và noãn châu kết thành hợp tử, chỉ duy không bám được vào thành tử cung để phát thành thai. Vậy hợp tử ấy đã có thức đầu tiên được sanh lên chưa? Câu hỏi này thì mời Đại Đức Từ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì chắc câu hỏi này những câu hỏi mà như vậy nè, siêu nhớ là Đại Đức Hành Tại cũng có từng trả lời rồi. Tinh trùng đó quý vị, tinh trùng á, nếu mà nói ở đây nói là đặt vòng chính, biện pháp tránh thai như dùng thuốc hay đặt vòng nè, để xin nhấn mạnh nha, có nghĩa là ở đây tránh thai chứ không phải là phá nghe thưa quý vị, phải nói rõ. Nhiều khi quý vị nghe không rõ là nói sự nghe là tránh thai, nghĩa là mình phòng trước đó, gọi phòng trước á, theo sư biết á, có những cái ở đây là đặt vòng là phòng trước nè, rồi tránh thai là cũng gọi là phòng trước nè, còn phá thai là khác nha. Bây giờ phải phân biệt rõ. Thì trong trường hợp này á, gọi là mình gọi là phòng trước đi ha, phòng trước á. Thì thưa quý vị, tinh trùng á thì nói về trong vi pháp thưa quý vị, các nhóm sắc mạng quyền, danh mạng quyền, các hai nhóm đó thì không cho, không gọi là trong vi pháp nói là không gọi là tinh trùng á là một chúng sanh. Nên ở đây nói là mình có gọi á là vì khi sanh lên, có nghĩa là có gọi là sát sanh không thì là không thưa vị, tại vì không xem là không được gọi là một chúng sanh, cho nên gọi là sát sanh. Câu này thì tôi thấy cũng đơn giản thôi, cho nên chắc thì kết thúc phần trả lời câu hỏi đây, để Đức Hành Tại có bổ sung cũng giúp bổ sung thêm nha. Tại vì á, Đại Đức Từ Tường hình như là không có để ý tới chi tiết này nè, là tức là đã có sự thụ thai rồi, tức là hai anh này gặp nhau nha, tinh trùng gặp trứng, nó đã có sự thụ thai rồi, mà nó chẳng qua nó chưa có làm ổ ở trong cái tử cung thôi. Thì một số cái loại thuốc tránh thai á, thì nó chỉ đơn giản là nó làm cho là cái trứng sau khi đã thụ tinh á, nó không bám được vào thành tử cung. Ví dụ hoặc là cái đặt vòng cũng vậy, nó làm cho cổ tử cung nó thường xuyên co bóp á, làm cho trứng không bám được vào. Thì trong cái trường hợp đó đó, vị này mới hỏi là mình có phạm sát sanh hay là không. Thưa quý vị, cảm ơn Đức Hành Tại đã có nói rõ này, tại vì câu hỏi này sư đọc cũng khá rõ chứ không có để tâm này lắm. Thì nếu mà ở đây là gọi là vì khi tinh trùng và nõn châu kết thành hợp tử, chỉ duy không bám được vào tử cung thành thai, thì hợp tử ấy đã có thức đầu tiên được sanh lên chưa? Thì quý vị trong kinh tạng với cái vấn đề này chắc để rõ hơn nha. Quý vị xem lại cái câu mà cái vấn đề mà bàn về vấn đề mà phá thai nọ, sư và Đức Hành Tại có định nghĩa thế nào là khi mà một chúng sanh được hình thành đó. Nếu mà nói là khi mà chưa bám vô thì thưa quý vị, hai cái này là nó chưa hình thành ba yếu tố, có nghĩa là noãn, tinh trùng và trứng đó. Khi mà bám vô rồi cộng thêm một yếu tố nữa là cái thức tái sanh đó, nó tái sanh vào đó thì thời điểm đó thì mới gọi là một chúng sanh. Còn khi mà ở đây thì theo suy nghĩ thôi nha, cá nhân suy nghĩ thôi, thì thời điểm này vẫn chưa gọi là thành chúng sanh đâu, chưa gọi là một cái thức đầu tiên. Thì nếu tình tiết á, gọi là cái dùng cái đặt vòng như thuốc này nè, thì chưa gọi là thức sanh được lên, cho nên cũng không gọi là sát sanh. Này gọi là ý kiến riêng thôi. Còn nếu mà câu hỏi này cũng mong Đức Hành Tại bổ sung thêm, tại vì câu hỏi này cũng chưa chuẩn bị kỹ lắm. Tại vì cái này thì đa phần là do mình không có thần thông. Nhưng mà theo cá nhân sư ha, thì sư lại nghĩ ngược lại, tức là khi mà đã có tinh trùng và trứng thì cái thời điểm, cái thức đầu tiên nó sanh vào ngay thời điểm đó, chứ nó không phải là chờ đâu. Tại vì sư nhớ là từ cái thời điểm ví dụ như trứng mà nó còn ở trong vòi, trong cái ống á, thì nó sẽ mất khoảng 1 tới 2 ngày thì nó mới đi xuống dưới cái tử cung để mà nó làm ổ. Thì nó không có cái, trong kinh thì lại không có nói là chỉ khi nào á, mà cái hợp tử đó đó nó ở cổ tử cung thì khi đó thức tái sanh nó mới xuất hiện. Cho nên sư thiên về cái quan điểm là ngay khi mà có cái sự thụ thai xảy ra, cái thức tái sanh đã có rồi. Thì có thể là cái hợp tử đó nó còn nằm ở trong vòi và nó đang di chuyển xuống cổ tử cung, nó đi di chuyển xuống tử cung đó. Cho nên theo cái ý của sư thì vẫn tính là sắc sanh, nhưng mà có khi không phạm giới. Tại vì sao? Bởi vì hồi xưa sư không có trả lời cái vấn đề này, bởi vì sư nghĩ rằng nếu như mình không trả lời thì người ta sẽ không có suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Thành ra là người ta sẽ thiếu một cái chi phần quan trọng là biết chúng sanh có sự sống và có ý muốn giết. Họ thiếu 2 chi phần. Cho nên là họ cũng sẽ không có phạm cái giới sát sanh. Nghiệp thì có đó, nhưng mà không có phạm giới. Nó sẽ hơn cái chuyện là bây giờ mình biết rồi thì mình lại lăn tăn, mình băn khoăn. Tại vì biết rồi thì kiểu gì là mình cũng ý thức được đây là chúng sanh có sự sống. Rồi mình lại có cái ý là mình không muốn cho nó thành một cái bào thai, thì nó cũng là một cách gián tiếp là mình muốn nó không tồn tại rồi. Chính bởi vì như vậy cho nên là hồi đó sư không có nói. Nhưng mà bây giờ thì sư nghĩ là sư cũng nên nói để đưa cho quý vị một cái gợi mở. Là nếu như mà mình kỹ, nếu mà mình kỹ thì mình tránh. Tại vì nó có rất là nhiều những cái biện pháp khác mà. Biết rồi thì mình tránh thôi. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của sư. Còn mà quý vị muốn cho nó rõ hơn thì chỉ có nước gặp những vị chứng đắc thông, các vị đó nhìn vào tử cung người mẹ rồi các vị đó họa chăng, thì các vị đó sẽ rõ hơn về vấn đề này ha. Sư xin qua câu hỏi tiếp theo.